Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân thông báo tin trọng đại trước thềm Giữ Phượng Hành lên sóng. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân từng hợp tác đóng chính trong dự án phim Sở Kiều Truyện và tạo tiếng vang lớn. Đến năm 2022, cặp đôi lần nữa tái hợp trong Giữ Phượng Hành, khiến dân tình đứng ngồi không yên. Đến nay, dự án phim đánh dấu sự trở lại của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn luôn nằm trong top phim được khán giả mong đợi lên sóng nhiều nhất. Cách đây không lâu, phía đoàn làm phim Giữ Phượng Hành đã đăng tải thông tin cho biết dự án này sẽ được lên sóng song song trên hai nền tảng là Mango TV và Tencent. Mới đây, bộ phim tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân lại nhận tin vui lớn khi phá 1 triệu lượt hẹn xem trước trên Mango TV. Hiện tại, ở nền tảng Tencent, Giữ Phượng Hành cũng đã cán mốc hơn 4,8 triệu lượt hẹn xem trước. Không khó để nhận ra, khán giả đang vô cùng mong ngóng màn tái hợp của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân trên màn ảnh nhỏ. Bên cạnh đó, cũng có nguồn tin cho biết Giữ Phượng Hành sẽ được lên sóng trong tháng 3 này. Trước đó, cũng có nhiều thông tin cho biết bộ phim mới của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sẽ được chiếu trong tháng 1. Tuy nhiên đến nay, phía đoàn làm phim Giữ Phượng Hành vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức, khiến khán giả vô cùng mong ngóng. Ra mắt trong tháng 3, Giữ Phượng Hành được cho là sẽ đối đầu với Trường Phong Phá Lãng do Vương Nhất Bác và Lý Thấm đóng chính. Ngoài ra, có nguồn tin hé lộ Hồ Yêu Tiểu Hồng nương phần Nguyệt Hồng Thiên cũng sắp được lên sóng trong thời điểm này. Nếu vậy, rất có thể hai nàng đỉnh lưu lượng 85 sẽ có màn đối đầu căng thẳng. Ảnh thời chưa nổi tiếng của Triệu Lộ Tư gây bão, nét đẹp như pha trộn giữa Trịnh Sảng và Lưu Diệc Phi. Loạt ảnh chứng minh Triệu Lộ Tư đẹp từ trong trứng. Không chỉ gây sốt bởi tài năng, mà nhan sắc của Triệu Lộ Tư cũng luôn đứng hàng top. Cô là một trong những sao nữ sở hữu vẻ đẹp lệch chuẩn của Cbiz, với gương mặt bầu bĩnh, tạo cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Mới đây, blogger bất ngờ đào lại loạt ảnh thời chưa nổi tiếng của Triệu Lộ Tư. Bộ ảnh bao gồm những khoảnh khắc Triệu Lộ Tư còn là một bé gái nhỏ nhắn, cho đến khi cô trở thành nữ sinh trung học. Trong đó, nhan sắc của người đẹp họ Triệu gây sốt vì quá đáng yêu, đặc biệt, các đường nét trên gương mặt, thần thái của Triệu Lộ Tư từ nhỏ đến lớn gần như không thay đổi gì nhiều. Bộ ảnh cũ của Triệu Lộ Tư nhanh chóng lọt hot search Weibo, thu về lượt tương tác khủng. Trên các diễn đàn, khán giả dành lời khen có cánh dành cho nhan sắc tự nhiên, đẹp từ trong trứng của Triệu Lộ Tư. Nhiều người cho rằng, đây là minh chứng rõ nét chứng minh người đẹp sinh năm 1998 không đụng chạm dao kéo như đồn đoán của anti-fan. Mặt khác, nhiều người nhận ra, gương mặt và cách tạo dáng của Triệu Lộ Tư hồi nhỏ trông rất giống Lưu Diệc Phi và Trịnh Sảng, và gọi cô là bản sao hoàn hảo của đàn chị. Triệu Lộ Tư có thành công phục thù sau thất bại của Thần Ẩn. Triệu Lộ Tư được bình chọn là mỹ nhân hàng đầu lứa tiểu hoa 95, sở hữu lượng fan trong nước và quốc tế đông đảo. Dù tuổi đời lẫn tuổi nghề khá ít, nhưng Triệu Lộ Tư đã nhanh chóng khẳng định vị thế ở mảng phim ảnh, khi đóng chính trong nhiều tựa phim ăn khách như Thả Thí Thiên Hạ, Tinh Hán Sáng Lạn, Vụng Trộm Không Thể Giấu, Thần Ẩn. Tài nguyên của cô trải dài từ cổ trang đến hiện đại, có cơ hội nên duyên với nhiều sao hạng A, có thể kể đến gồm Dương Dương, Ngô Lỗi, Trần Triết Viễn, Vương An Vũ. Hiện, Triệu Lộ Tư vẫn đang miệt mài ghi hình cho phim cổ trang chế tác lớn Rèm Ngọc Châu Sa. Ở dự án này, cô đóng cặp cùng Lưu Vũ Ninh, sao nam vừa gây sốt khi kết hợp với Lưu Thi Thi trong Nhất Niệm Quang Sơn. Qua những hình ảnh đầu tiên được leak từ phim trường, Triệu Lộ Tư đã nhận nhiều lời có cánh từ tạo hình lẫn thần thái. Rèm Ngọc Châu Sa được ví như dự án giúp Triệu Lộ Tư phục thù, lấy lại danh tiếng ở mảng truyền hình. Trước đó, cô được kỳ vọng nhiều khi đóng chính trong phim Thần Ẩn. Thế nhưng, Thần Ẩn lại không thu về thành tích ấn tượng như kỳ vọng, dù Triệu Lộ Tư và Vương An Vũ rất tích cực quảng bá cho phim. Đặng Vi bật khóc trong ngày đóng máy Tiên Đài Hữu Thụ. Sau hơn 3 tháng khởi quay, phim truyền hình cổ trang Tiên Đài Hữu Thụ do Đặng Vi và Hướng Hàm Chi đóng chính đã hoàn thành tất cả các cảnh quay. Đoàn phim tổ chức lễ đóng máy khá long trọng với sự tham gia của nhiều người hâm mộ, trong đó fan Đặng Vi chiếm đa số. Đáng chú ý, fan và nhãn hàng do Đặng Vi làm đại diện đã thực hiện sự ủng hộ rất hoành tráng dành cho nam diễn viên. Không chỉ treo băng rôn, poster Đặng Vi, một không gian tràn ngập sắc tím, màu tiếp ứng của Đặng Vi cũng tràn ngập lễ đóng máy, xúc động trước tình cảm của người hâm mộ. Đặng Vi bật khóc ngay trong lễ đóng máy và gửi lời cảm ơn tới tất cả. Được biết, sau khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất, đây là vai nam chính đầu tiên của Đặng Vi. Tiên Đài Hữu Thụ đồng thời cũng được xem là quả ngọt sau sự thành công của Đặng Vi với vai Đồ Sơn Cảnh trong Trường Tương Tư. Điều đáng nói, Đặng Vi tuy không phải vai nam chính trong Trường Tương Tư, nhưng sau khi phim phát sóng, anh thu hút được nhiều fan hơn cả.
địa vị nhanh chóng nâng cao. Trước Trường Tương Tư, Đặng Vi từng đóng vai phụ trong các phim Ngộ Long, Giai Nhân Tiêu Sái Trang Điểm Nhẹ, Anh Là Năm Tháng Em Là Sao Trời, Trọng Tử, Trường Nguyệt Tẩn Minh, gương mặt cuốn hút, ngũ quan góc cạnh cùng vóc dáng phù hợp tạo hình cổ trang, khiến Đặng Vi thu hút sự chú ý của khán giả, dù diễn xuất của anh vẫn bị đánh giá khá kém. Năm 2023 đánh dấu sự bùng nổ trong sự nghiệp Đặng Vi, khi Trường Nguyệt Tẩn Minh và Trường Tương Tư lần lượt lên sóng, độ hot của hai tác phẩm cổ trang này có sự đóng góp không nhỏ từ Đặng Vi, anh thành công trở thành tiểu sinh lưu lượng mới nổi được đánh giá cao ở thời điểm hiện tại. Ngoài vai diễn vừa hoàn thành trong Tiên Đài Hữu Thụ, hiện Đặng Vi còn hai bộ phim chưa lên sóng là Trường Tương Tư 2 và Vân Tú Hành. Bạch Lộc được khen đẹp như tiên nữ ở Bạch Nguyệt Phạn Tinh, liệu có bùng nổ sự nghiệp trong năm 2024? Phim cổ trang là thế mạnh của Bạch Lộc, cô ghi dấu với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Ninh An Như Mộng, Châu Sinh Như Cố hay Trường Nguyệt Tẩn Minh. Vì vậy, mỗi khi Bạch Lộc tham gia phim thì công chúng lại đặc biệt quan tâm đến dự án mà cô sẽ đảm nhận. Từ thời điểm bắt đầu khai máy, dự án Bạch Nguyệt Phạn Tinh do Bạch Lộc và Ngao Thụy Bằng đóng chính đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Mỗi tạo hình mới của Bạch Lộc đều nhận được đánh giá cao, giúp nữ diễn viên tỏa sáng. Trong đó, nhà thiết kế trang phục Dịch Tiểu Nhã đã khéo léo lồng các chi tiết đặc điểm của nhân vật vào tạo hình. Thậm chí, khán giả còn cho rằng trang phục đẹp của phim đã giúp thăng hạng nhan sắc Bạch Lộc. Dù đề tài tiên hiệp huyền ảo không quá mới lạ với khán giả, nhưng Bạch Lộc vẫn ghi điểm bởi tạo hình đa dạng, không hề trùng lặp với các vai diễn cũ. Ở mỗi phong cách, Bạch Lộc luôn biết cách ghi điểm nhờ trang phục được đầu tư, trau chuốt từng chi tiết, gương mặt và lối trang điểm của cô cũng khá phù hợp với những nhân vật cổ trang. Có thể thấy, đây là hướng đi khá khôn ngoan của Bạch Lộc, bởi từ trước đến nay, Bạch Lộc luôn gặp nhiều tranh cãi về diễn xuất trong các dự án cô tham gia. Hiện tại, những tạo hình cổ trang của cô ở Bạch Nguyệt Phạn Tinh được khán giả chia sẻ rầm rộ trên các trang mạng xã hội. Điều này góp phần giúp phim có độ lan tỏa, phủ sóng và được không ít khán giả mong chờ ngày chiếu chính thức. Bạch Nguyệt Phạn Tinh là dự án cấp S, tức dự án được đầu tư kinh phí cao do EQG sản xuất, được cầm trịch bởi đạo diễn Chu Duệ Bân. Bạch Lộc vào vai Bạch Thước, một tiểu thư của phủ tướng quân, vì báo ân nên quyết lập chí tu tiên. Cô vô tình cứu Phạn Việt, thủ lĩnh yêu tộc. Về sau, hai người viết nên một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc. Mỹ Nam Hoa Ngữ gây sốt vì ngoại hình như xé sách bước ra trong phong ảnh Nhiên Mai Hương đóng cùng Vương Sở Nhiên là ai? Phong ảnh Nhiên Mai Hương là dự án phim mới đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả, khi có sự tham gia của cặp đôi nhan sắc Vương Sở Nhiên và Lý Hoành Nghị. Và mới đây, những hình ảnh của Lý Hoành Nghị được chia sẻ lên mạng xã hội. Ngay lập tức, nam diễn viên sinh năm 1998 đã nhận được không ít lời khen ngợi. Rất nhiều khán giả đã dành lời khen cho Lý Hoành Nghị. Trong nguyên tác, nhân vật Sở Định Giang do ngôi sao 25 tuổi thủ vai được mô tả là người có diện mạo tuấn lãng, thân hình cao lớn và khí chất đặc biệt không giống người thường. Dựa theo mô tả này, có thể thấy Lý Hoành Nghị rất phù hợp với vai diễn, cứ như xé sách bước ra. Netizen bình luận về tạo hình mới của Lý Hoành Nghị trong phong ảnh Nhiên Mai Hương, phim của Quách Kính Minh nên càng yên tâm về tạo hình. Lý Hoành Nghị có nét sẵn rồi mà tạo hình cổ trang lần này tôn nhan sắc dễ sợ, không chê vào đâu được. Rất mong chờ phim của Lý Hoành Nghị, mới xem Thế Giới Tuyệt Vời Nhất và Thiếu Niên Ca Hành, rất thích diễn xuất của Nghị, hợp cả hiện đại và cổ trang, sẽ ủng hộ phim có Nghị dài dài, đẹp, nhìn khác hẳn các phim trước đây, trời ơi nét như Sony, đẹp điên, đẹp ghê, hu hu, đến hiện tại Định Giang đã có 4 bộ khác nhau rồi, bộ nào cũng đẹp xỉu. Được biết, phong ảnh Nhiên Mai Hương là dự án chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình cổ đại Đại Tống Nữ Thích Khách của tác giả Tụ Đường. Ở tác phẩm mới này, Lý Hoành Nghị vào vai Sở Định Giang, thủ lĩnh của Khống Hạc Quân. Trong khi đó, Vương Sở Nhiên vào vai nữ chính An Cửu và Mai Cửu, một nữ sát thủ thời hiện đại bất ngờ xuyên không về thời cổ đại. An Cửu vốn là một nữ sát thủ lạnh lùng nhưng dần được cảm hóa, hiểu được thế nào là tình yêu. Thế rồi, cô đã cùng Sở Định Giang do Lý Hoành Nghị thủ vai và các thành viên của Khống Hạc Quân đánh tan gia tộc Gia Luật, bảo vệ sự bình yên cho xã tắc. Riêng Lý Hoành Nghị, nam diễn viên điển trai nổi như cùng nhờ bộ phim Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi. Trước đây, Lý Hoành Nghị từng là thực tập sinh của công ty giải trí FM, nhưng vì một số lý do đã từ bỏ việc huấn luyện ở Hàn Quốc. Năm 2014, Lý Hoành Nghị được khán giả chú ý khi tham gia chương trình thực tế của Đài Hồ Nam, gương mặt điển trai, mái tóc dài lãng tử, cùng chiều cao nổi bật, khiến Lý Hoành Nghị được khán giả quan tâm.
Một số bộ phim Lý Hoành Nghị tham gia gồm Nam Thần Chấp Sư Đoàn, Thanh Xuân Của Ai Không Mơ Hồ, Hoắc Khước Bệnh, Học Chị Gái Biết Tuốt, và đặc biệt là vai chính trong phim Thiếu Gia Ác Ma Đừng Hôn Tôi. Bộ phim được chuyển thể từ bộ ngôn tình nổi tiếng. Trong phim, Lý Hoành Nghị đảm nhận vai chàng trai ngoài lạnh trong nóng là Hàn Thất Lục, gây ấn tượng với người hâm mộ bởi vẻ ngoài thanh tú, đường nét nhẹ nhàng. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.